Sao anh đi đám cưới gì bữa nào? Đâu ăn cưới hoài với anh. Đi đám thu nôi rồi. Ồ, cái dao lợi hại vậy ta. Dao hay lắm, dao có thấy vậy. Ủa, bằng gì mà màu xanh xanh hả? Màu thép nó sơn á. Thép bình thường. Hay lắm. Dao nó lợi hại lắm. Vui hợp á Thanh. Vui mới hợp, chạy cái trái này nó bị dập gai một bên hai bên á. Dập ra nữa hay bị hư một hai muối trong đó đó luôn rồi. Hôm nay tướng bằng nhựa không ạ? À? Em cũng nhìn em tướng bằng nhựa. Tướng nhựa chứ. Ủa quá nhựa mà sao sắc hay dữ ta. Dao á. Dao hả? Tướng bằng nhựa hả? Ừ. Ủa nó gọn dữ ta. Chớp mắt một cái là xong trái sầu mà. Không chớp nhiều chớp. Chớp mắt à. Rồi khán giả vô nói anh chớp thử đi, đừng coi thấy chớp quá trời. Dạo này Thanh chịu khó bằng quần dài, cô chú biết bằng quần đùi. Đổi style. À, đổi style bằng quần dài. Bức xúc. Bức là phải xúc liền thôi. Trăm rưỡi ngàn hộp à Thanh, 200. Trăm rưỡi có 200 đó. À, trăm rưỡi có 200 đó. Đây. Đang chia hộp đây. Nhìn cái này Thanh. Tao ảnh đi, tao ảnh đi. Tôi sầu riêng mà chăm chú quá, cô chú đánh giá chết. Công việc mà, là phải tập trung thôi. Cao thủ mà tôi sầu riêng là đừng có nhìn sầu riêng. Vô tay á. À, vô tay sao? Cái dầu nó béo một láng mà. Ừ, dầu. Dầu nó béo như đó mình ơi. Ờ, cái dầu cắt cái là thấy ngọt, liền liền. Có anh nào muốn mua dao thì em chỉ chỗ mua nha. Cái đó nhiều cái hả? Có mấy chục à. Mấy chục. Cái này làm từ thép ha. Thép, xong. Thép không nghỉ. Xong à. Chụp. Cái ơi, cái ơi. 2, 3. Ok, quá đẹp trai. Nhấp vô. Cái mặt là chữ là chữ là nào á. Đỗ Thanh bữa nay loại 50k là vui không bao nha các bạn. Còn cơm ở đây là cũng 150 có, 200 có. Phía bên này là 200. Phía bên này là 200 một ký nha các bạn. Đó. Ta nổi tiếng, ta đi qua Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Anh, Nam Phi. Không, thì thường thường thấy lên YouTube chị chắc nổi tiếng. Trời ơi, không phải nổi tiếng mà rất là nổi tiếng luôn.
Ủa đi nhất Sài Gòn giờ vụ bán cà riêng này nè. Anh nói quá anh. Có thiệt mà. Ây da. Có này đó hả? Dạ. Có người kêu ri sáu, có người kêu sáu ri ta. Ông sáu ri là người tạo cái giống này nè. Người ta mày đổi tên lên ri sáu. Ông ấy cũng sướng ha. Ông không biết ông mất chưa mà, nhưng mà tên ông được nhắc hoài luôn á. Quá nhanh quá nhanh. Em phụ trách trường ri chưa được khúc. Kéo quá trời, kéo cho đủ khúc. Mà cái này thương rất mỏ, rất là rất lồi. Cùng cá nó đẹp á. Chuồng bò đó, chuồng bò đó. Chuồng bò. Lâu quá coi chuồng bò nhìn thấy lạ. Được hai cái chuồng bò. Cái nó cũng chạy đó cô chú. Cái nó chạy luôn á. Dạ, thấy đắt á, rớt lên xuống đắt á. Đâu nữa? Dạ, hẹn hả? Tới mười mấy thùng là mà. Chở nữa hả? Lấy hai giỏ anh chở cho nó nhiều. Không em lắm. Xe hết. Loại 120 nè quý vị. À, đẹp không? Đều không? Còn gì mát, không có đá là đem bỏ đá. 10 giờ. Rồi xong rớt. Rớt chứ mới đâu. Trời ơi. Để không mở ngoài. Trời ơi. Bỏ hộp nha, bỏ hộp nha. Trời ơi trời. Vậy chúng ta không dịch. Mày chánh chảnh nữa. Chánh chảnh nữa. Có cái dao này đúng là khui nó dễ hơn ta. Bén hơn à. Đơn công việc khui sầu riêng nó đơn giản hơn với cái dao này. Cái gì nhỏ nhỏ mà nữa. Bén. Rồi. Không phải.
Cà Mau hết mà tiếng nói của ông Linh với tiếng nói của ông Thanh khác nhau nha. Đó. Không? Khác nhau không? Khác luôn á. Khác vô em đi tiếng của ông Linh mới đúng là tiếng Cà Mau nè. Em bị like. Biết sao like không? Cho tiếp xúc với người bản địa rồi nè. Bản địa. Người địa phương. Ủa người bản địa chúng ta. Những gì? Những thổ dân vậy. Cho chị ngon luôn, cua ra tắt cho chị thử luôn. Hộp này 180 nha mọi người. Để gì nhầm không? Rồi, nhanh gọn lẹ. Mua hộp. Hộp 180 nha các bạn. Hơn nửa ký. Cái này đúng cô. Bự không mấy người ăn? Hai người chứ nhỏ hơn. Chứ tôi là một người ăn nè. Một người ăn cho riêng. Một người phải ăn nè. Cô hả? Mình lên cô vô lấy hộp đi. Cô mới tách đó hộp 180 đó cô. Cũng bao ăn luôn. Cái đó là trái bự vui ra nhỏ cho gì cách dễ ăn á. 240 anh. Rồi sẽ ra mà nổi luôn. Tiếng mấy năm nay rồi mà chú. Sẽ quá cho nhanh nha. Biểu diễn cho chú xem đây chú về nha. Thử không anh? Rớt xuống rồi ngay đầu tụi mình. Ok. Nè thử miếng đi. Cho nó chắc ăn. Để bao nhiêu tiền? 240 chú ơi. Trái chuồng bò nè chú, mới có trái chuồng bò này. Anh đi chở về đó. Trái chuồng bò ngon lắm. Quá lẹo lẹ, lẹo quá, lẹo quá. Có trái nào 65-70 ngàn luôn không? Có. Con rẻ rẻ. 315 ngàn. 315 ngàn. Rồi, cốp. Là chở được không kịp á. Tao này đâu tới đường đâu mà. Sợ nó nấy ra hết. Dạ. Trở lại thì hư bỏ. Dạ. Bỏ luôn. Chú. Bằng cái nãy. Bự nhau mà cô nhỏ thôi. Cái trái sầu riêng nhỏ rồi. Trái nhỏ càng tốt. Cái đó 2,5 kg được á. Nhỏ đi quá mà không ngon cái nãy hiểu không? Nó đi nhỏ nhưng mà nó không ngon vàng. Nhỏ nhưng mà nó không ngon vàng á. Rửa trái ngon cho cô mà. Khui thứ ngon là mới ăn khui thôi nha. Ok, nhỏ rồi nè. 140 ngàn. 140. Lấy nhiều chiếc đúng không? Chạy xa lắm, chạy chạy đường chạy lâu lắm á. Khó quá. Khoảng 250. Khoảng 250 lá cháy 2 kg, hơn 2 kg. Còn cái lá cháy nhỏ à. Hai lá nhỏ là hơn. Rồi 230. Bến Tre. Cảm ơn nha cô. Ngon. Cái hộp này người ta lấy lại đâu, người ta biến luôn mà. Thôi lấy 2 hộp đi. Yên tâm đi ha, ít muối con bù vô hiếm muối em cho. Cái trái nãy nhiều muối mình lấy. Nhưng mà yên tâm đi. Đừng la làng. Có thằng con trai này nó làm ăn hay nè. Dễ thương rồi. Ít thì nó buồn, nó thấy ít nó khó coi, hay nó kỳ quá nó đẹp. Dạ đúng rồi. Rồi chú ơi. 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 Rồi chú
giấy sao nữa. Ba chú được ngày khô rồi chút xíu nó quay lên đi luôn. Hồi nãy chúng tôi không.